tại mảnh đất di sản giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Một biểu tượng tinh hoa vượt thời gian, nơi quy tụ những tầm nhìn phóng khoáng, nằm trong quy hoạch tổng thể của khu phức hợp Grand Marina Sài Gòn với dự án bất động sản hàng hiệu Marriott lớn nhất thế giới. Tòa nhà đầu tiên theo định hướng giao thông công cộng TOD, kết nối trực tiếp ga Metro Ba Son với 5 tầng khối đế dành cho bán lẻ và 4 tầng rooftop, mang đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí sang trọng. 87.000m2 diện tích văn phòng hạng A, sẵn sàng cho kỷ nguyên môi trường làm việc xanh với chứng chỉ LEED Gold, tiện ích tối tân và hạ tầng công nghệ tiên tiến cho doanh nghiệp thế hệ mới, mặt bằng lớn, linh hoạt và phân bổ hiệu quả, với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra sông Sài Gòn, cầu Ba Son và bao trọn trung tâm thành phố. 9 tầng thiết kế hiện đại, không gian lý tưởng để mở rộng kết nối và tăng hiệu suất công việc, nơi doanh nghiệp và cá nhân phát triển mạnh mẽ trong một cộng đồng chuyên nghiệp và tìm được sự cân bằng trong không gian gần gũi với thiên nhiên, nơi giao hòa giữa làm việc và giải trí thư giãn. Một trong số những tòa nhà cao nhất thành phố là nhịp đập kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Biểu tượng làm nên chân trời mới của thành phố Hồ Chí Minh, Marina Central Tower.